nghỉ bởi về quê như bạn hàng số 8 như vậy, thứ 8 là dòng cuộc sống này đứng như vậy, thấy không? Thì đứng thẳng lên, xếp cái chân lại này, nó phải dính cái gót lại nhau, mình 90 độ đây, rồi cái này mình duỗi xuống thì nhón người lên thật là nén cuộc sống, hai tay đè xuống vậy, này giống quân đội như nhón chân lên, nhón hai chân hai cái gót này, nhón lên tay đè xuống, duỗi hai tay mạnh xuống đó, ngửa người ra giống quân đội nghiêm vậy, rồi còn thả nhún thôi. Đó, nó như rất đơn giản cho chú qua. Cái thứ 8 nó đơn giản vậy thôi. Chị Nam chị nhón lên đi. Đó, cái gì gì xuống, thấy không? Cuộc sống là bị nén. Nhón dính hai gót lại nhau. Đó, nhón lên. Đó, giữ vậy mà hồ mới thả xuống. Rồi, thả ra. Dính hai gót nữa. Ờ, dính hai gót không nó méo. Cuộc sống là cái trục đó, mình trục cuộc sống. Mình làm vậy nó méo làm sao? Dính hai gót lại, nhón lên. Rồi, thả suốt đời, thả lỏng gì lắm nha. Giận quá. 24 cái cái sao? 24 cái trận cuộc sống cho 24 đó. Thức thứ 8 tập dậy. Tập dậy rồi để chi khi chị mỏi cuộc sống, dù chị đang mỏi chị cắt lưng mà chị bẻ hay cái này là đông đông gì để gì đó. Thế thì rửa ra bẻ ngay cái chỗ bị mỏi chậm chậm cái gót nhẹ nó tan cái máu vòng nó hết mỏi ngõ cái khúc ngực thì cong cái ngực. Đó, chỗ nào bẻ chỗ đó ra giọng, đó là cái thức thứ 8 là nó dùng âm thanh nó làm